Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục tổ chức buổi nói chuyện, trao đổi với nội dung vai trò mối quan hệ giữa gia đình nhà trường trong giáo dục con trẻ thời đại và xử lý tình huống khi con trẻ gặp phải. Tới toàn thể các đồng chí cán bộ ban giám hiệu, cán bộ công đoàn, hội trưởng hội phụ huynh học sinh, các trường, đại biểu hội khuyến học thành phố, các đồng chí cán bộ phụ trách văn hóa, xã hội, các xã phường. Nội dung do Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp Trung tâm Đào tạo Tài năng Trẻ Châu Á-Thái Bình Dương trình bày. Về dự buổi nói chuyện trao đổi hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu tỉnh có các đồng chí đại biểu đại diện cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban tỉnh, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức tỉnh Bắc Ninh. Xin đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp Trung tâm Đào tạo Tài năng Trẻ Châu Á Thái Bình Dương sẽ lên giới thiệu chuyên đề vai trò và mối quan hệ giữa gia đình nhà trường trong giáo dục con trẻ thời hiện đại và chuyên đề xử lý tình huống khi con trẻ gặp phải. Tới các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh, xin trân trọng kính mời ông. Có hai người bị bệnh ung thư đi khám. Đâu đó vài anh chị mà nghe nói ung thư là sụp đổ hoàn toàn các anh chị. Người thứ nhất về nói chị sống chỉ 6 tháng nữa thôi, cho nên cố gắng ăn uống gì thoải mái, về buồn rầu cứ khóc hoài, tụng kinh Phật đồ vân vân đi. Cuối cùng 3 tháng chết luôn các anh chị, chưa tới 6 tháng. Người thứ hai nghe nói chị 6 tháng về nhà, nghĩ làm cái chuyện gì coi có ích, đi vận động mọi người, mua những máy tán xạ, đi tới tổ chức cho trẻ ung thư, 6 tháng sau không thấy gì hết trơn. Thực ra ung thư là tế bào lạ thôi, nó cứ phát triển, tiếp tục làm 1 năm sau không thấy gì, đi khám thấy dấu hiệu nó hơi chững lại. 2-3 năm sau thấy cuộc sống cũng bình thường, 15 năm sau, rất ngạc nhiên, không còn tế bào ung thư nữa các anh chị. Cái suy nghĩ trong tư duy tích cực đó, nó làm đứa trẻ cũng tương tự như bệnh ung thư vậy đó. Nếu như cái suy nghĩ nó kém, càng ngày nó phình trướng ra, nó chọn một cái nghề để thay thế cho nó, nó chọn một cái giải pháp, một cái công ngụy biện để thay thế. Còn lại nếu như nghĩ rằng là con có thể làm được, cố gắng lên một chút nữa đi, ráng thêm chút nữa, nhất định con sẽ làm được, thì cái suy nghĩ tích cực đó mong các anh chị hun đúc cho trẻ. Tiếp theo, làm sao để phá được sức ì của giáo viên và phụ huynh các anh chị. Chuyện này không chỉ trường học đâu, mà liên quan tới chính quyền rất lớn. Tôi giới thiệu một thầy hiệu trưởng tên là Kim Vĩnh Phúc, thầy mới về hưu năm vừa rồi được huân chương lao động hạng 3. Các anh chị biết trước trường của thầy giống như cái trường tối hôm qua tôi báo cáo vậy đó, là toàn bộ là ma túy, là mại dâm, là cái đối tượng phức tạp, đánh nhau là hàng ngày luôn. Khi thầy nhận thầy hiệu phó trường Bùi Thị Xuân rất giàu có, trở về ngôi trường Lương Thế Vinh ấy nghèo khó, thầy đã quyết định đầu tư cho trường ấy. Thầy mới nhờ cố vấn rất nhiều nơi và sau đó có tương tác với trung tâm. Các anh chị biết rằng là thầy quyết định rằng là nếu như những buổi báo cáo liên tục cho học trò, rồi đưa được những cái đó vô trong chính khóa những ngày thứ bảy đó, mà cái giờ sinh hoạt đó, bây giờ đừng có sinh hoạt kiểu thường nữa, mà dạy những kỹ năng đọc, viết, nghe, kể cả học tiếng Anh mà dạy cho trẻ biết collocation là gì, một vài giáo viên tiếng Anh đó, mà dạy cho trẻ biết như vậy, vẽ được mind map ra, trẻ nhất định nó sẽ học tốt. Thầy đã phá sức ì đầu tiên với giáo viên, tập huấn cho giáo viên học kỹ năng quản lý lớp, và đúng là 4 năm sau ngôi trường ấy có 400 cái máy vi tính, là ngôi trường đầu tiên của Việt Nam này trước khi mà báo chí về bản tương tác đã có 3 cái bản tương tác thông minh, là một ngôi trường mà gần như không còn một tiếng nói tục chữ thề, dù toàn bộ con em ở trước đó là nghèo khó các anh chị, và nhiều đứa bố và mẹ đang ở trong tù, và ông thầy hiệu trưởng ấy cũng trả giá rất nhiều. Nhưng mà khi thầy về hưu, thầy rất hãnh diện, thầy nói làm được những cái cho những đứa trẻ, đầu tiên tôi đã phá được sức ì của giáo viên. Thưa các thầy cô hiệu trưởng và thưa các anh chị lãnh đạo, phá sức ý ấy rất cần sự tiếp sức của các anh chị lãnh đạo và cần vai trò của hiệu trưởng phải dám làm. Nếu không, sẽ khó mà phá được sức ý ấy. Cái chê của giáo viên xin hạn chế. Một ngày nào đó mà các anh chị cứ bị sức ý, trời ơi điểm 6, điểm 5 là dở. Các anh chị chê một lần thôi, trẻ sẽ mất tự tin. Một ngày nào đó trẻ ai phát biểu đưa tay lên, trời ơi nói vậy mà cũng sai, lần sau trẻ không dám nữa các anh chị. Đâu đó một đứa trẻ ngày đầu tiên tới trường, cấp 1 nó viết tay trái giáo viên cho, lên cấp 2 nó viết bằng tay trái, khẽ cái bóp viết tay phải cho cô, ai bị viết tay trái. Tại sao vậy? Sức ý của anh chị là viết tay phải để thuận tiện, không phải. Viết tay trái là não bộ bên phải phát triển, toàn bộ nửa não này nè các anh chị, não bên phải này quyết định nửa con người bên trái.
Và toàn bộ nửa bán cầu trái như vậy quyết định nửa con người bên phải. Đâu đó trẻ viết bằng tay phải là nửa não trái phát triển của nó, chuyện đó bình thường. Nhưng mà thành công liên quan tới não phải rất nhiều các anh chị ơi. Vậy mà khi trẻ viết tay trái nó phát triển não phải đó, mà đánh cái bóp để nó phải viết bằng tay phải cơ. Tại sao? Bởi vì sức y của mình từ trước tới giờ viết bằng tay phải là thói quen trên trường như vậy, trước bày như vậy, sau này phải tương tự như vậy. Phải bỏ những sức ì đơn giản như vậy. Những cái chê bất thình lình của bố mẹ cũng làm trời ơi, con chỉ giỏi được cái chút môn địa, môn sử thôi. Giỏi như vậy mà giỏi gì, người ta phải giỏi toán lý hóa. Không phải đâu các anh chị. Môn tự nhiên cũng giỏi mà môn xã hội cũng giỏi. Nhưng mà bao nhiêu người tự nhiên làm lãnh đạo đâu, không có. Những ông làm lãnh đạo chủ yếu là xã hội đấy chứ. Không, tôi nói thật á. Các anh chị cứ điểm lại đi. Đâu đó những đứa trẻ mà đã giỏi văn nhất định sẽ giỏi toán các anh chị, mà ngược lại giỏi toán sẽ giỏi văn, còn nếu không đã bị dạy lệch rồi, vì tính logic ở trong đó rất chắc chắn. Những đứa trẻ giỏi văn nó trình bày bài toán rất mạch lạc, nó nói năng rất lưu loát khi được tập luyện một cách cẩn thận. Còn những đứa trẻ giỏi toán cũng sẽ giỏi văn, nhưng mà nay ngụy biện bây giờ ai giỏi toán mà giỏi văn nữa bố ơi. Thưa các anh chị, sức ì đó rất nặng và nó ăn sâu vô trẻ con tới bây giờ luôn các anh chị. Và thời của các anh chị đã bây giờ kéo qua thời của trẻ, mong rằng sức ì này nó sẽ bỏ đi từ từ. Tôi có một câu đố dành cho các em rất là nhiều, kể cả rất nhiều phụ huynh. Tôi từng hỏi là giữa hai miếng bánh mì bỏ một miếng chả, vậy 10 miếng bánh mì thì bỏ được bao nhiêu miếng chả? Gần như nhiều phụ huynh cứ nói thì 5 miếng chả chứ hỏi làm gì. Đúng rồi, 2 miếng bánh mì bỏ 1 miếng chả, 2 miếng mì bỏ 1 miếng chả là đúng là 5 miếng chả. Có phụ huynh tư duy nhiều hơn nói không, tôi nghĩ là phải được 9 miếng chả cho thầy Nhân. Đúng rồi, 2 miếng bánh mì bỏ được 1 miếng chả, 3 miếng bánh mì bỏ được 2 miếng chả. Đúng quá phải không anh chị ạ? Nhưng mà có nhiều em làm tôi ngạc nhiên, giống như trường Năng Đạo ngày hôm qua khi các em trả lời câu đó tôi giật mình. Người ta bỏ được tới 10 miếng chả các anh chị. Bởi vì người ta bỏ vòng tròn như vậy này các anh chị nè. 2 miếng mì 1 miếng chả, 2 miếng mì 1 miếng chả, người ta bỏ vòng tròn thì bỏ được 10 miếng chả. Rõ ràng là sức ì cứ bắt mình phải là một cặp một cái, một cặp một cái, hoặc là bắt mình phải xếp một hàng thẳng như vậy. Nhưng mà không phải, thế giới này bây giờ nó là thế giới phẳng. Chỉ cần một phút xảy ra ở Mỹ, ngay lập tức biết ở đây nó xảy ra chuyện gì rồi. Ngay lập tức xảy ra Việt Nam, một phút sau ở Mỹ biết Việt Nam đang xảy ra chuyện gì. Thế giới này bây giờ như một thế giới phẳng nè các anh chị. Và rất nhạy, xin các anh chị cái tư duy sức ì. Cái này phá đi không phải dễ, nhưng mà không phải khó. Nếu như chúng ta quyết liệt và chúng ta làm, chắc chắn sẽ được các anh chị. Xin các cô giáo không được phân biệt đối xử. Dù con người đó là lãnh đạo hay con người đó là nông dân, dù con người đó là giàu có hay con người đó là nghèo khó. Và xin các thầy hiệu trưởng hãy mở cái cửa phòng mình ra, chào đón các em tới đi, để các em nói và được trình bày. Nếu mà thử nghiệm một ngày nào đó ở thành phố này làm cái hội đồng nhân dân do các em học sinh nói, nó nói nhiều chuyện hay lắm các anh chị. Tôi đã từng làm cái đại biểu quốc hội trẻ đó, 3 năm liên tục rất thành công. Rất nhiều đồng chí đại biểu quốc hội nghe mà chạnh lòng luôn á. Một ngày nào đó thử đi, đừng có chọn lựa là gà nòi lên nói, mà chỉ có thể chỉ định đứa trẻ đó là con của gia đình nghèo khó, đứa trẻ đó bố mẹ bỏ đi, sẽ nghe được nhiều chuyện về chính sách rất hay từ những đứa trẻ các anh chị. Cô bé ấy tên là Joshua. Các anh chị biết nó nằm bệnh viện cho nên nó không được đi học. Nhưng mà sau đó thì ông hiệu trưởng lại cầm hồ sơ được gửi tới là nó được đi học. Đưa cho cô giáo. Cô giáo dạy ở trong một cái khu công nghiệp ồn ào ghê gớm lắm. Mà bây giờ lớp 40 đứa rồi, toàn là dân nhập cư không à. Bực mình quá lại nhận thêm nữa, định gạt bỏ đi. Nhưng mà thấy cái thư của ông bác sĩ Nhi, Joshua cần được học hơn tất cả những đứa trẻ khác, chỉ khi nào không ảnh hưởng tới sức khỏe, xin hãy cho nó học. Vì cái lá thư của ông bác sĩ đó, cô giáo này nhận vô các anh chị. Ngày đầu tiên là nỗi ám ảnh của cô giáo, nó rẫy mực, nó giỡn chơi, nó cười, làm cho lớp trở nên xáo trộn. Nhưng mà hình như những đứa trẻ kia thông cảm các anh chị ơi, dễ dàng chơi với nó. Cô giáo thì khó chịu cho đến khi tập để chuẩn bị cho một đêm Giáng sinh hoành tráng. Thằng bé, cô bé Joshua này cứ rung cái chung, cứ cầm chung chung là nó rung, nó không dừng lại khi mọi người dừng lại. Rồi nó tập luyện khó lắm, cô giáo mới quyết định rằng là gọi cho mẹ nó thử là hay là cho nó ở nhà. Điện thoại reng lên, bên kia giọng tiếng Anh lơ lơ. Này, Joshua có tham gia đêm đó không chị? Bên kia người mẹ hạnh phúc lắm. Dạ có chứ cô, mấy hôm nay về nhà nó tập luyện ghê gớm lắm. Cảm ơn cô nha. Cô giáo đặt xuống, tự dưng trách mình. Hình như mình đang phân biệt đối xử thì phải. Nhưng mà cô ngụy biện hay không, chuyện này quan trọng. Vì cái chương trình này ảnh hưởng tất cả lớp. Lỡ không có nó thì tốt, nhưng mà thôi nó đi rồi thì cũng không sao. Đêm ấy trang hoàng rất đẹp, các ba mẹ đều tới rất sớm để coi những thiên thần diễn trên này như thế nào. Nhìn thấy mẹ và chị Joshua ở bên dưới mà tự nhiên trong khóe mắt như muốn khóc. Ủa tại sao tự nhiên khóc kỳ vậy ta? Cô giáo cũng băn khoăn.
Đêm diễn ra các anh chị, Joshua nó chạy tới chạy lui, nó té. 40 đứa trẻ còn lại như cái kén vậy đó, cứ đỡ nó lên, đỡ nó lên. Cô giáo xúc động, cho đến khi rung chuông dừng lại, nó lại dừng lại, đúng y như vậy. Tiết mục khó nhất là đứa trẻ chu môi hôn bố mẹ một cái. Nó cũng chu môi hôn bố mẹ một cái. Cô giáo hạnh phúc nhìn xuống thấy mẹ nó khóc. Kỳ nghỉ đông ấy, cô giáo nghỉ xong quay về trường, cầm lá thư chị của Joshua viết giùm các anh chị, gửi cô giáo yêu quý. Hôm nay con bắt đầu cảm thấy khó thở, có nghĩa là con chỉ còn ít phút trên cuộc đời này. 10 năm ở trong bệnh viện, chưa bao giờ được tới trường. Những ngày được tới trường là những ngày rất hạnh phúc của con. Những ngày tập văn nghệ với các bạn, con rất thích. Con cảm ơn cô nhiều lắm, Joshua. Và cô bé đã ra đi trong một đêm bình an ấy các anh chị. Đâu đó nhiều giáo viên bây giờ đang dễ phân biệt đối xử với những đối tượng. Xin các anh chị hãy bỏ cái suy nghĩ đó thì mới có thể phá bỏ được sức ý. Tiếp thêm niềm tin bằng giáo dục chủ động các anh chị và học chủ động. Có một tiến sĩ, xin các anh chị hãy đọc quyển sách này, bài giảng cuối cùng. Anh này từng chưa bao giờ mơ ước trở thành một giảng viên, nhưng mà rồi anh ta trở thành giảng viên. Chưa bao giờ mơ ước thành thạc sĩ tiến sĩ, vậy mà trở thành thạc sĩ tiến sĩ. Cho tới một ngày anh ta phát hiện được anh ta bị bệnh ung thư. Các anh chị biết rằng là gần như sụp đổ. Cái trường đại học cũ của anh ta mới mời anh ta giảng một bài cuối cùng. Anh ta băn khoăn là liệu rằng mình nên chuẩn bị bài giảng ấy hay là mình dành thời gian để ở bên vợ và con. Cuối cùng anh ta quyết định dành bài giảng ấy. Hội trường kín mít luôn. Khi anh ta vừa bước vô, người ta vỗ tay rất là nhiều. Nhiều người bắt đầu khóc. Anh ta hỏi như này: tôi hôm nay giảng mà mọi người khóc có nghĩa là thương hại một người bị ung thư để giảng bài giảng cuối cùng. Nếu vậy tôi không giảng và xin mời tất cả các sinh viên và phụ huynh cứ về. Mọi người đứng dậy lại vỗ tay một lần nữa. Tôi rất khỏe mạnh. Anh cúi xuống hít đất như vậy các anh chị. Và bài giảng rất thành công. Có cái đĩa bài giảng luôn, bài giảng cuối cùng. Có phụ đề tiếng Việt. Tôi cũng khóc khi coi cái đĩa đó. Và trong bài giảng anh nói về rất hay về giáo dục chủ động. Và đặc biệt là dream, ước mơ. Anh đã nói là cuộc đời có nhiều bức tường được dựng lên như vậy, nhưng vì tiêu cực đụng tới ngã. Có người leo qua bức tường, có người đào đường để đi xuống qua bức tường, nhưng số đó là số ít. Chỉ có những người có chức vụ, những người có quyền lực về giáo dục đẩy bức tường để kéo những đứa khác đi. Và ước mơ của ảnh đã nhờ những người đó đi trước tạo cái giáo dục chủ động cho ảnh sau này để thực hiện được giấc mơ ấy. Một câu chuyện rất nhân văn các anh chị và rất hay. Xin các đồng chí lãnh đạo nếu có thời gian hãy mua quyển sách đó, Randy Paul, bài giảng cuối cùng, rất rất hay. Và đã nói về giáo dục chủ động rất tốt. Các anh chị thấy có một thời kỳ mình dạy cho trẻ làm việc nhóm, mà bây giờ tôi tin nhiều trường có. Giáo viên nói là chuẩn bị làm việc nhóm, 5-7 em làm một nhóm nha. Nhưng mà bao nhiêu trường đã dạy cho các em làm việc nhóm là làm như thế nào? Thậm chí giáo viên cũng không biết nữa. Cứ phát một tờ giấy A4 ra ngồi viết ra làm việc nhóm. Tiếc thời gian mất đi. Thời gian đó để trẻ nghe được nhiều tốt hơn. Nếu thực sự trẻ học được kỹ năng làm việc nhóm trong thế giới phẳng như thế nào. Hôm qua có một ngôi trường rất hay, tôi không nhớ trường đăng đạo ở trường nào, đã vẽ được sơ đồ Tony Buzan trong một cái bảng đằng sau có sân khấu ngày hôm qua tôi báo cáo. Tôi rất hạnh phúc. Nhưng mà không biết bao nhiêu thầy cô vẽ sơ đồ Tony Buzan đó đã dạy cho những đứa trẻ này. Hôm nay học á, các con đừng ghi bài kiểu bình thường. Nhất định cô giáo sẽ thuyết phục bố mẹ các con sẽ photo bài giảng của cô cho các con. Nhưng các con chỉ cần ghi sơ đồ tóm tắt bằng cách ghi như vậy nè, các con sẽ nhớ bài lâu hơn, các con sẽ học giỏi hơn. Anh Tư Cần, bí thư quận ủy quận 1 và bây giờ thành phố gọi là ông Tony Buzan đó, anh bắt tất cả cán bộ công chức, tất cả giáo viên, đặc biệt là những giáo viên của cấp 2, cấp 1 phải học sơ đồ Tony Buzan và dạy sơ đồ Tony Buzan. Hiệu quả đó, báo cáo với hai các anh chị lãnh đạo, cực kỳ hiệu quả. Cái chuyển biến giáo dục rất hiệu quả các anh chị. Nhưng mà đâu đó hình như rằng là mình bây giờ đang dạy theo kiểu làm việc nhóm, nhưng mà không biết thực sự kỹ năng làm việc nhóm là gì. Đây là chuyện mà các thầy cô quan tâm. Xin phụ huynh và thầy cô hãy tạo cho các em điểm dừng. Thế nào gọi là điểm dừng? Xong mỗi giờ dạy, tôi xin lỗi một chút, ngồi xong 5-7 phút cuối đừng dạy nữa. Các cô hãy nhìn lên bảng đi trước khi cô xóa. Có bao nhiêu ý? 89% liên quan tới kỹ năng nhìn các em bắt đầu phát huy. Các em chụp một cái ảnh ấy ở trong não bộ của mình, chủ động đó các anh chị. Và sau đó 50 phút sau, lớp im lặng lại, người ta gọi là điểm dừng, để tạo nên một cái điểm nhớ ở trong não bộ rất rất tốt.
Nhưng mà bây giờ hình như là hết giờ. Đó, hết tụi nhỏ vui vẻ ra chơi. Nhưng mà nếu tạo điểm dừng á, cũng làm cho trẻ đỡ sống vội hơn, nhưng mà cũng giúp cho trẻ nhớ lâu hơn. Xin giáo viên, đặc biệt một số giáo viên chủ nhiệm á, dạy những môn xã hội thử nghiệm đi. Chỉ cần ý đó thôi, con tập trung như vậy tạo ra những điểm dừng trong não bộ của trẻ. Tốt lắm các anh chị. Có người hỏi giữa thiên tài và người bình thường như thế nào liên quan tới điểm dừng và lao động đó. Nếu một đứa trẻ mà cứ học liên tục như thợ học, tìm cho cô một cái kim trong hội trường, tìm cái kim xong, cô xong rồi cô, xong rồi cô. Nhưng mà nhờ Einstein, ông vui lòng tìm một cái kim, tìm một cái kim xong, sẽ đi tiếp tục để tìm cái kim thứ hai, thứ ba, tìm tất cả hội trường cộng bao nhiêu cái kim. Điểm dừng nó làm cho đứa trẻ nó suy nghĩ chín chắn và sâu sắc hơn các anh chị. Xin các anh chị dạy cho trẻ cách ghi tóm tắt hiệu quả. Làm sao mà đúc kết được chuyện đó sau mỗi chương, mỗi bài trong giáo dục chủ động. Nếu các anh chị dám phá bỏ cái lệ là tôi phải theo đúng giáo trình đó, tôi nói nếu có cơ hội đi tham quan trường Nguyễn Du đi, các anh chị sẽ thấy, hoặc là trường Lương Thế Vinh của quận 1, người ta đang bắt đầu phá bỏ rất nhiều cái các anh chị. Và bộ sách giáo khoa của thành phố Hồ Chí Minh báo cáo với anh ở Sở Giáo dục Đào tạo, xin các anh chị cũng nên tham khảo, bàn với ban giám đốc Sở Giáo dục tham khảo thử đi. Nó đang là xé rào. Đặc biệt là anh Chương ở trường Nguyễn Tường Hiền, từ một môi trường nhếch nhác bây giờ chỉ sau trường chuyên Lê Hồng Phong thôi, và bây giờ anh đang là phó đốc Sở Giáo dục Đào tạo, làm những bộ giáo trình mà báo chí ca ngợi, phụ huynh thích và giáo viên cực kỳ thích luôn các anh chị. Bởi vì dạy những cái cần dạy và bỏ những cái sở chịu trách nhiệm, như vậy là giáo viên chịu trách nhiệm. Như vậy đó là cái mà rất mong các anh chị quan tâm. Nếu được một ngày nào đó, xin anh phó chủ tịch văn xã, học sinh sẽ được chọn giáo viên ở một số mô hình của một số lớp. Tại sao bây giờ cứ phân công? Nếu giáo viên dạy giỏi, học sinh chọn đi. Và có thể đó là chỉ dạy thao giảng thôi. Hôm nay cô ấy sẽ dạy thao giảng 3-4 tiết, giờ đã được tính. Trường Lý Phong quận 5 đã bắt đầu làm chuyện này. Học sinh đã tới giai đoạn được chọn giáo viên để học đó các anh chị. Và điều đó kích thích giáo viên ghê gớm lắm. Nhưng mà hiển nhiên phải có một phần kinh phí dành cho những buổi thao giảng đó. Nhưng mà cái này tôi tin sẽ làm được nè. Đó là những giờ của trợ giảng các anh chị. Đó là gì? Những giờ mà sinh viên cao đẳng sư phạm trực văn phòng thông báo cụ thể với giáo viên, hôm nay là chiều là 3 giờ tới 5 giờ có sinh viên toán lý hóa ngồi đó để hỗ trợ các em vô được một tiếp một. Thậm chí những giáo viên trẻ mới ra trường thôi, xin các anh chị làm thử đi, tay nghề các anh chị nâng cao, các anh chị giải quyết được nhiều chuyện lắm. Giờ trực văn phòng, tôi thấy mô hình này rất hay, ở Hàn Quốc và Nhật Bản làm rất tốt các anh chị. Giờ trực văn phòng, tôi đang khuyến khích và vận động những trường ở thành phố Hồ Chí Minh làm chuyện này. Nếu có trường cao đẳng sư phạm phối hợp để đưa các em sinh viên nó vô giờ trực văn phòng, không có tiền đâu các anh chị, nhưng mà các em học sinh rất thích được ngồi nói chuyện với các anh chị, được hỏi những bài đó một kèm một, kể cả học sinh yếu cũng trở nên sẽ bắt đầu cố gắng học tập hơn. Và rồi các anh chị hãy tin tưởng giao cho học sinh đó, ví dụ lớp 9 hỗ trợ cho lớp 7 những bài toán đó, giờ trực văn phòng của những bạn học sinh giỏi của lớp 9 và lớp 8 nó gắn kết ngôi trường ấy lại, những thế hệ học trò ấy lại, rất tốt các anh chị. Người ta nói sự thay đổi thần kỳ của Nhật Bản nó liên quan tới sự thay đổi giáo dục chủ động, và đặc biệt là vai trò của các giáo sư và vai trò của các giáo viên được giao quyền rất nhiều. Xin các anh chị quan tâm tới chuyện này. Thư viện mở, giờ đây trẻ con tới thư viện nó nhát lắm, mượn thư viện đã khó. Tôi tham mưu với cô Tâm và thầy sau này là trước đây thầy Phúc, bây giờ cô Tâm, thư viện mở, đóng những cái kệ, những quyển sách các em đọc yêu thích ký tặng trong đó, để trong thư viện các em học sớm đọc sách đó, bắt đầu giờ ra chơi đọc sách đá cầu. Và hiện giờ thư viện ấy đang được nhân rộng. Học chủ động khi các em đọc sách được, phải tạo điều kiện cho các em. Mỗi phụ huynh tặng một cuốn sách thì đâu bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà các em đã từng đọc cuốn sách ký tặng trong đó, những đứa bạn khác sẽ thấy thích các anh chị. Và dần dần khuyến khích được phong trào đọc sách và nâng cao được cái giáo dục chủ động tốt. Ở nhà nếu bố mẹ đang ngồi đây có điều kiện cũng nên làm chuyện đó. Con đọc sách xong con ký vào trong đó ngày đó đọc, bố mẹ sẽ đọc tiếp, bố mẹ sẽ góp ý thêm cho con. Khi trẻ sợ một môn học, xin các anh chị dùng một phương pháp kẻ có đầu óc thứ hai. Ngày hôm qua tôi có nói ở trường Đăng Đạo với một trường gì đó, nếu mà làm cách này sẽ rất tốt. Thằng bé học lớp 9, 10, 11, à xin lỗi 10, 11, 12, 3 năm liền các anh chị, rất môn đại số. Nó sợ môn đại số ghê gớm lắm. Ở nhà nó mà nghe nói toán là nó nổi da gà lên các anh chị. Nhưng mà cho đến khi nó vô đại học lại học môn xác suất thống kê, nó trở nên sợ hãi. Vậy mà ông thầy ấy, ông đi công tác một tuần đầu tiên không dạy. Cho đến khi ông quay về trường, ông mời nó lên. Ông có một văn phòng làm việc ở trên, đi ngang qua cái bãi cỏ lên một cái biệt thự cũ kỹ, bước vô, ông nói chào cậu kẻ có đầu óc thứ hai. Nó im lặng không nói gì. Một lát sau kêu chào cậu kẻ có đầu óc thứ hai. Dạ thầy nói em hả thầy? Trong phòng này có hai người, tôi nói ai nữa? Dạ là sao em không hiểu? Chào cậu kẻ có đầu óc thứ hai.
Là sao hả thầy? Trời ơi mệt quá. Những người rớt môn đại số là thiên tài về xác suất thống kê, cậu hiểu không ạ? Cho nên tôi rất mừng khi có một đứa trẻ rớt đại số 3 năm như cậu trong học bạ. Cho nên tôi hạnh phúc khi có một đứa trẻ và dạy đứa trẻ như cậu. Thằng bé gãi đầu, thầy, thầy đừng chọc kẹo em nữa. Em nghe xác suất thống kê là em sợ lắm rồi thưa thầy. Trời ơi, nãy giờ tôi nói cậu là thiên tài về thống kê. Thầy nói thiệt không hả thầy? Mệt quá, cảm ơn cậu, mời cậu về. Chúc mừng thiên tài đến với lớp học của tôi. Đứa bé bước xuống đi qua bãi cỏ, liếc lên nhìn thấy ông giáo sư. Ông đưa hai ngón tay, kẻ có đầu óc thứ hai. Thằng bé đưa ba ngón tay, rớt đại số 3 lần. Ông thầy đưa hai ngón tay, chiến thắng con đi. Bữa đầu tiên vô lớp, đúng là chiến thắng các anh chị. Ồ, xác suất đâu có khó đâu, ngồi bàn đầu. Thi giữa kỳ A cộng, cuối kỳ A cộng nó tưởng đâu may mắn. Và năm thứ hai cũng tương tự. Nhiều năm sau nó quay lại trường đó không gặp giáo sư Phai nữa, mà gặp người trợ lý. Trời ơi, hồi xưa em không biết em là thiên tài về số thống kê, em kể là kẻ có đóng thứ hai. Kể lại câu chuyện, ông trợ lý mới vỗ vai và nói, đúng rồi, những kẻ học yếu toán học á, thầy giáo làm phương pháp đó đều trở thành thiên tài về thống kê. Não bộ của người kỳ diệu như vậy các anh chị. Giáo dục chủ động kỳ diệu không phải làm cho nó một màu hồng đâu các anh chị ơi, mà nó đẩy con người. Và tôi đã từng nói với anh chị, giữa thiên tài và người bình thường trắc nghiệm không khác nhau bao nhiêu. Không biết bao nhiêu phụ huynh ngồi đây sẵn sàng, nếu một ngày nào đó mùa hè, chẳng hạn trước mùa hè, làm thử cái trắc nghiệm mà tôi mua ở Mỹ về. 4 chỉ số, chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc, chỉ số đam mê và chỉ số sáng tạo. 4 chỉ số đó thì cái chỉ số mà quan trọng là chỉ số cảm xúc để đánh giá đứa trẻ. Còn 3 chỉ số còn lại là chỉ số bổ sung thôi các anh chị. Trả lời một kết quả và một cái tham vấn rất tốt cho phụ huynh. Nếu mà ngày nào đó làm được, phụ huynh sẽ biết được kết quả chính xác con mình IQ nó khoảng bao nhiêu điểm. Nhưng mà quan trọng là cảm xúc của nó là bao nhiêu. Rất tiếc ở ngoài xa, ở các tỉnh này lại không thấy đề cập tới chuyện đó. Nhưng mà tôi tin là phụ huynh nếu có điều kiện đi Singapore hoặc là Nhật, nên cho con mình làm thử nghiệm cái đó thử. Hoặc là vào thành phố Hồ Chí Minh một ngày nào đó ghé trung tâm, chỉ đi kiểm tra vào tháng 3 và tháng 8 các anh chị, tháng 3 và tháng 8. Kết quả đó sẽ thấy rằng là đâu đó phụ huynh không để ý rằng là những đứa trẻ có đóng thứ hai, cái đó là một liệu pháp rất tuyệt vời để thay đổi tư duy và não bộ của đứa trẻ. Điều cuối cùng đó là chạm đến cảm xúc của trẻ. Thưa phụ huynh, hiện giờ mình ít chạm tới cảm xúc của trẻ, mà đây là cảm xúc đã thay đổi hành vi của trẻ ghê gớm. Đâu đó mình thấy chuyện mà những lá thư viết cho trẻ là xưa lắm rồi. Xin hãy khôi phục lại chuyện này. Nếu bắt một đứa trẻ mà viết lá thư ở hải đảo xa xôi nào đó, khó. Tôi nói có thể các anh chị giận tôi chứ không có cảm xúc đâu các anh chị ơi. Bởi vì làm sao mà gửi cho một người xa lạ để người ta đọc lá thư đó. Nhưng mà nếu mẹ mà viết cho con, bố viết cho con viết cho bố là có cảm xúc thật đó. Cái bà ấy, bà rất giàu có, chia tay với chồng xong, đứa ông chồng gửi đứa con học trường sang trọng, trường ấy bắt là mỗi tuần phải viết một lá thư. Thằng bé ấy không có cơ hội đó các anh chị. Tuần nào nó cũng nhìn vô học của nó, chờ thư mà không thấy. Bố nó thường một tháng sắp xếp cho đi huấn luyện rất là nhiều nơi, nhưng mà không bao giờ viết thư. Cho nên tới mỗi lần mà đọc thư á, nó nhìn bạn nó, nhìn bên kia. Mấy đứa bạn nói, tới đây, mày đọc thư ké của tao đi. Ờ, mẹ mày hay quá, trời ơi, ước gì tao được lá thư như vậy. Và gần như một năm các anh chị, nó không nhận được một lá thư. Tự dưng tới một ngày, nó đang định đọc thư ké, mấy đứa bạn nói, ê, hình như trong học mày có thư thì phải. Nó liếc từ từ qua và người nó rung lên bần bật vì đúng là trong học nó có một lá thư các anh chị. Nó đi mà gần như khủng súng, nó cầm lá thư lên rung bần bật như vậy. Nó xé lá thư ra, đọc đi. Bạn nó quay xung quanh, chuyện gì vậy, mày đọc to lên đi, tao không thể đọc được lá thư của mẹ tao. Mấy đứa bạn giật, để tao đọc cho. Và rồi tất cả những đứa trẻ òa lên khóc khi đọc lá thư ấy. Và những tuần tiếp theo nó được thư. Lá thư ấy không phải mẹ nó viết các anh chị, mà là ông hiệu trưởng của trường ấy phát hiện được chuyện ấy. Ông đã viết những lá thư, ông đã ghi cái hình ngày hôm ấy nó nhận được lá thư, gửi cho bố và mẹ của đứa bé đó. Và một tháng sau, lá thư tiếp theo là của mẹ nó thật sự viết. Và ngày mà nó tốt nghiệp, bà tới trường bà hỏi, thưa thầy, thầy thấy mấy lá thư tôi viết có tốt không? Ông thầy cười nói, trên cả tuyệt vời thưa chị. Thưa phụ huynh, rất mong phụ huynh chạm tới cảm xúc. Mình nói thay đổi trẻ, thử đi. Nhà trường để một cái hộp thư và lá thư đó gửi tới nhà trường. Thầy hiệu trưởng là một con tem thôi, trường gì đó, đóng cái dấu lên cái đó cho trẻ thôi. Nó thích lắm. Và mình chạm tới cảm xúc được, chuyện nó dễ quá mà. Mình nói mình hy sinh vì con. Các anh chị ngồi tới giờ này tôi biết là vì con các anh chị sẽ nghe tiếp các anh chị.
Nhưng mà bao nhiêu người hôm nay về cảm xúc bây giờ đang dâng trào nè, nhiều anh chị đang khóc đó. Nhưng mà bao nhiêu người sẽ làm được chuyện đó? Nếu làm được, xã hội mình làm được, thay đổi ghê gớm các anh chị. Tôi mà càng đi tôi càng thích, càng nói tôi càng hạnh phúc, bởi vì được phụ huynh ủng hộ. Đâu đó xin các anh chị, nếu như chạm tới cảm xúc được, mình sẽ thắng rất lớn đối với trẻ. Đâu đó trẻ bây giờ vô cảm. Có người hỏi là tại sao nó vô cảm. Quay lại Bắc Ninh năm tới hoặc là 3-4 năm tới giảng lại, tôi sẽ nói chuyên đề này kỹ hơn. Nhưng mà đâu đó người người vô cảm, nhà nhà vô cảm, bác sĩ vô cảm. Đâu đó là chuyện của gia đình mình cơ, mình mới xử lý. Con đừng bao giờ xí vào chuyện đó. Không nên như vậy con ơi. Cái này dần dần trẻ trở nên vô cảm. Dạy cho trẻ cảm xúc không quá khó. Nhưng mà chuyện mà chạm tới cảm xúc của trẻ và để kéo trẻ về cảm xúc của mình là một quá trình đó các anh chị. Xin các anh chị quan tâm tới cái chuyện này. Tư vấn tâm lý học đường còn yếu, xin lãnh đạo Bắc Ninh cố gắng mở lớp đào tạo cái tư vấn tâm lý học đường này. Có thể là những giáo viên tâm huyết họ tình nguyện làm cái chuyện này. Tôi nghe nói là đâu đó mình được một phẩy lương gì đó của một số giáo viên hay sao. Nếu mình làm được những chuyện đó một qua Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh mà duyệt được đó, để những giáo viên đó, tôi tin rằng là các em sẽ trở nên tốt. Mà tới giai đoạn xã hội phát triển như vậy, mà trong mỗi trường học mà không có một chuyên gia tư vấn tâm lý thì cũng là đáng tiếc cho các em. Một số công thức, tôi đã nói những phần cuối cùng về kỹ năng giáo dục chủ động. Đây là những công thức rất hay. Thứ nhất, chuyện to xin hãy làm cho nó nhỏ, và chuyện nhỏ xin hãy xem như không có. Một ngày mà trẻ ăn cắp, không được học hộp cả họ hàng tổ tông, mày là đứa ăn cắp, ông nội nói gia đình nó đến nỗi nào, bà nội hét lên, ông bà bịt lỗ tai, nó bịt lỗ tai lại, tôi là kẻ ăn cắp. Rồi nó tiếp tục làm chuyện đó. Chuyện thật to nó quan hệ tình dục sớm, lỡ rồi các anh chị giải quyết chuyện đó mới như thế nào thôi chứ. Hãy làm cho nó nhỏ trở lại, và chuyện nhỏ hãy xem như không có nghe các anh chị. Chuyện thứ hai, đặc biệt đối với giáo viên chủ nhiệm nè và phụ huynh, khen trẻ xin hãy khen trước mặt lớp, trước mặt gia đình, nhưng phê bình xin kêu ra một mình. Đáng lẽ cô phê bình trước lớp nha, nhưng chuyện này cô nói một mình con. Nếu một lần nữa cô phê bình trước lớp, và các anh chị thấy đứa trẻ nó thay đổi á. Chứ còn đùng một cái đứng trước lớp nói xa xả nó không hiệu quả đâu các anh chị. Bố nói và mẹ nói không được đúng chung một lúc như vậy. Bố nói xin mẹ hãy đi chỗ khác, để nếu bố nói sai đó, nó còn tìm cách để tâm sự và chia sẻ. Đâu đó bây giờ bố mẹ mà nói là đứng về cùng thuyền, ông và tôi phải đứng về cùng thuyền, phải la nó như vậy. Tại sao? Không phải đâu, tùy theo cái chứ. Nhưng mà khi đã phê bình một cách khốc liệt rồi đó, bố nói xin mẹ hãy né, mẹ nói bố phải né, để trẻ có thể chia sẻ lại với bố và mẹ. Công thức thứ ba, 100% sức lực của một người không bằng 10% sức lực của 10 người, và không bằng 1% sức lực của 100 người các anh chị. Tôi muốn nói kỹ hơn. Bây giờ trong thời đại hiện đại, một mình anh chị dạy con khó, một mình giáo viên chủ nhiệm dạy con khó. Nhưng mà 10 người là ba mẹ của bạn bè, nó tới nhà chơi, con không nên như vậy, con vậy là hư lắm đó, nó nghe các anh chị. 10 người bố mẹ nói thôi là nó nghe. Hoặc là mỗi người bỏ ra 1% sức lực thôi, nó càng nghe hơn nữa các anh chị. Đâu đó hội phụ huynh đang làm gì? Có phải là họp phụ huynh kỳ đầu kỳ sau chủ yếu đóng tiền không ạ? Rất đáng tiếc. Tôi nói rất đáng tiếc. Bao nhiêu cái giờ họp phụ huynh đó trở thành những buổi giảng chuyên đề cho phụ huynh. Bao nhiêu cái giờ họp phụ huynh đó, mỗi lớp bàn là mỗi tháng 2 tháng mình tổ chức cho con đi chơi ở đâu. Con cũng có nhu cầu đó các anh chị. Bao nhiêu người nghĩ rằng là lấy liên lạc với nhau, dù nghèo khó hay giàu có, nhưng vì đứa con bắt đầu hỗ trợ đến chơi chung với nhau. Trong khi mình thiếu thiết chế văn hóa, thiếu những sân chơi, xin phụ huynh hãy biến cái này thành cái đó. Bao nhiêu phụ huynh hôm nay ngồi nghe tôi nói ở đây, xin phụ huynh hãy giúp giùm một chuyện này. Trang bị cái loa của các trường tôi đi quá tệ các anh chị, để giờ ra chơi đó. Không biết tôi giảng ở trường nào mà tôi nhớ mở bài từ đó các anh chị, tôi nhớ là cái trường nào đó cực kỳ hấp dẫn, đó chính là chùm nhạc Baroque đó, đó là dân vũ quốc tế. Cho mỗi trường một cái đĩa đó, giờ ra chơi mở nhạc lên, các em hàng trăm em chạy ở giữa sân vậy tập những bài dân vũ quốc tế, phát triển được não phải. Nhưng mà phụ huynh phải đóng tiền thôi. Đừng có sợ đóng tiền đó rằng là tiền nó đi đâu. Có thể đóng tiền và phụ huynh tự đi mua luôn. Gắn lại một cái dàn âm thanh tốt, để mỗi giờ ra chơi là một giờ hạnh phúc của trẻ. Thưa các anh chị phụ huynh, hôm nay mà nếu đông phụ huynh nữa tôi càng mừng. Bởi vì chuyện này tôi đã làm được trường Lê Tấn B, nghèo nhất huyện 6, và gần như tất cả những trường tôi đã đi qua giảng cho phụ huynh đều ủng hộ chuyện đó. Dàn âm thanh có bao nhiêu tiền đâu, mỗi người đóng 100 ngàn là đủ mua một dàn âm thanh. Giờ ra chơi mở lên cho trẻ, tập cái dân vũ quốc tế đó. Hạn chế tập thể dục cũng được nữa các anh chị. Tập thể dục 1, 2, 3 cười giỡn. Nhưng mà nhạc cuốn hút lên, đặc biệt cái nhạc đó. Các anh chị tôi nói một chuyện dám tự hào, sẽ giảm bớt ích kỷ hơn,
và đỡ cho trẻ dậy thì sớm hơn các anh chị. Xin các anh chị quan tâm tới chuyện đó và xã hội hóa từ hộp hội phụ huynh, tổ chức những cái huấn luyện cho trẻ, chính phụ huynh dạy thôi cũng được nữa. Bố mẹ người này dạy cho nhóm trẻ kia, tác động rất tốt. Nhưng hình như công thức này chưa được sử dụng. Mỗi năm xuân thu nhị kỳ, hộp phụ huynh than phiền, đóng tiền, kiện cáo. Rất đáng tiếc các anh chị. Không được dán nhãn cho trẻ. Phụ huynh không được nói, trời ơi, con tôi nó tuyệt vời lắm, thằng bé này là vĩ đại, là tự hào. Có một đồng chí lãnh đạo đang ngồi đây thôi, nói tôi chỉ ước mong dạy cho con tôi trở thành người sống tốt, chân thật. Nói như vậy, nghĩa là anh ấy rất hiểu về giáo dục rồi đó các anh chị. Không dán nhãn cho con mình là đứa trẻ giỏi, lúc nào trời ơi, nó giỏi lắm nhưng mà không may mắn thôi, không phải. Và không được dán nhãn cho trẻ mày là đứa ngu dốt lắm đó, mày tệ lắm đó, sách dép với đứa trẻ hàng xóm. Một lần dán nhãn, cần 10 lần đúng thời điểm để gỡ cái nhãn đó ra. Xin phụ huynh không được dán nhãn cho trẻ. Và xin thầy cô cũng không được nói, trời ơi nó mất căn bản lắm chị ơi. Không phải, một đứa trẻ không hề mất căn bản mà bị mất tập trung. Do mất tập trung cho nên nó học không được môn đó. Phải tạo cho nó một sự tập trung tốt. Phụ huynh và giáo viên phải chú ý chuyện này. Bài giảng của anh chị chưa hấp dẫn cho nên nó chưa lắng nghe, chưa thực tế, chưa trả lời những câu hỏi của đó cho nó. Mong rằng là hãy dạy với những đứa trẻ mà mình nghĩ là mất căn bản, mất tập trung đó. Để trên bàn của nó, quay lại ngay bây giờ, đeo một sợi dây thun. Để làm gì, mỗi lần mất tập trung cô cứ kéo ra cái bích một cái, cô tỉnh lại. Để trong túi một cái tờ giấy, nếu giờ nó mất tập trung cô hãy đánh vô cho bố thử nha. Và những giờ đó bố sẽ gọi điện thoại, bố sẽ nói chuyện với con, bố sẽ dành thời gian nói chuyện với con những giờ đó. Để quên mẫn cái đồng hồ sinh học của cô bắt đầu thay đổi. Đâu đó người lớn cũng mất tập trung đó các anh chị. Nhưng hôm nay không phải nói về mất tập trung người lớn, nhưng tôi muốn nói là tại sao đứa trẻ bị dán nhãn học yếu học dốt. Không phải, bởi vì nó mất tập trung mà thôi. Một cái quan trọng cuối cùng đó là trải nghiệm về tinh thần quan trọng hơn trải nghiệm về vật chất. Nếu đâu đó mùa hè mà đưa con đi du học hè tốn tiền, qua đó chỉ là chơi tham quan, học tiếng Anh ở đó không bằng học ở Bắc Ninh này, không bằng học ở Hà Nội đâu các anh chị. Bởi vì học với người nước ngoài ở Hà Nội được kiểm chứng tốt hơn. Ở homestay nhà dân người ta đâu có thể dạy văn phạm tốt, chỉ nói chuyện băng quơ như vậy thôi. Cái đó tốn rất nhiều tiền và tốn rất nhiều thời gian. Có người nói không, chủ yếu là tạo điều kiện cho nó đi về về như vậy tốt. Không phải. Nếu có điều kiện có thể đến những trung tâm uy tín chất lượng. Để làm gì? Những trải nghiệm đó 1-2 tháng đứa trẻ sẽ thay đổi. Để lại cái đó còn hơn để lại một gia tài sau này cho trẻ các anh chị. Không được bẻ mặt trẻ trước bạn bè. Ông bố ấy rất giàu có chức vụ đó. Sau khi nghe tôi giảng một chuyên đề, không phải chuyên đề này đâu, giúp con thành công, chuyên đề giúp con thành công, ông nói thầy Nhân, thằng con tôi nó bướng lắm. Tôi nói không, anh phải yêu thương nó bằng cách này 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 này. Hôm ấy ông về, nó đang đeo tai nghe như vậy các anh chị. Bình thường là ông tháo ra học ngay cho bố, nhưng hôm nay kiềm chế lại. Con trai tháo lỗ tai ra, nó tháo ra, có gì không bố? Bình thường con nói bố không hiểu con phải không ạ? Hôm nay bố muốn hiểu con nói đi. Thằng bé đang bình thường như vậy đứng dậy giận dữ, bố không bao giờ hiểu con hết trơn á, bố không bao giờ hiểu con, nó bỏ chạy đi. Ngày hôm sau ông gặp tôi, ông nói thầy Nhân, cách thầy nói tôi thấy không phù hợp với con, thôi thì chắc là không làm được đâu. Tôi hỏi thằng bé đang tìm hiểu sự chân thật của anh đang muốn gì? Anh đang muốn biết tận cùng của sự thật hả? Tận cùng của sự thật là giả dối đó. Kể cả vợ chồng cũng vậy, người vợ mà muốn biết tận cùng của sự thật của ông chồng là gì là giả dối đó các anh chị. Đứa con cũng tương tự như vậy, nó đang kiểm tra sự chân thật của anh đó. Ông im lặng không nói gì. Ngày hôm sau về, ông chờ nó về xong, con ngồi đây đi, bố thực sự muốn làm bạn với con. Nó đứng dậy giận dữ, bố chưa bao giờ muốn nghe con nói và con tin chuyện đó, con đi học đây. Nó chạy lên lầu vài lần như vậy. Tự nhiên một ngày ông gặp tôi, ông nói tôi xem lại những đĩa bài giảng, đúng là nó được yêu vô điều kiện và tôi sẽ tiếp tục làm chuyện ấy. Một lần nó đi huấn luyện về, tôi kêu đây là thời điểm đẹp đó, anh cứ nói chuyện nó lần nữa thử đi. Nó vừa về tới nhà, con trai con tắm đi. Khi nó đi tắm xong, bố muốn nói chuyện với con. Lại chuyển thành giận dữ, thôi bố không cần nói chuyện với con đi học. Nó vừa bước ra khỏi phòng thôi, ông nói vâng, trước khi con đi bố chỉ xin nói một chuyện thôi. Bố xin lỗi con vì lần trước không kiềm chế được, bố la con trước mặt bạn bè làm con bẻ mặt phải không ạ? Các anh chị biết nó khựng người trở lại, quay trở lại nhìn bố như không tin vào lỗ tai, nước mắt nó cứ chảy xuống. Bố không bao giờ hiểu con, bố không biết con xấu hổ như thế nào khi bố la con trước mặt bạn bè biết không? Và hai bố con đã ôm nhau khóc đó các anh chị. Và đêm ấy hai bố con đã thức nguyên một đêm để nói chuyện. Đứa trẻ được yêu không điều kiện. Vì các anh chị có bao giờ cần nó để lo các anh chị về già đó, tôi tin không ai nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà gần như công việc, gần như những cái ngụy biện của mình về mối quan hệ cá nhân,
những bữa nhậu, những bữa đi công tác, những cái không cần thiết thành trở thành cái cần thiết. Còn những cái anh chị cho là cần thiết nó lại trở thành không cần thiết, là thứ yếu trong cuộc đời của mình. Điều này xin các anh chị quan tâm. Đây là một phần đúc kết và rất sâu sắc các anh chị, không phải của tôi. Dạy một đứa trẻ mà sống trong chỉ trích không thôi đó, đây là căn bệnh của những ông bố làm kế toán, là ông bố làm sĩ quan, ông bố làm lãnh đạo mình linh là phải nghe và hay chỉ trích. Thì đứa trẻ sẽ học được cách lên án. Đứa trẻ dễ học cách lên án. Vậy cho một đứa trẻ sống trong an toàn, nó sẽ tự tin về bản thân rất nhiều. Vậy cho một đứa trẻ sống trong thù địch, nó sẽ học được cách đấu tranh khi gặp phải khó khăn. Vậy cho đứa trẻ sống trong hòa thuận các anh chị, thì đứa trẻ sẽ được tình yêu. Vậy cho đứa trẻ sống trong sợ hãi, những đồn roi không đúng lúc đó, đứa trẻ sẽ đánh mất lòng tự trọng. Vậy cho đứa trẻ sống với sự thương hại, đứa trẻ sẽ mặc cảm về bản thân. Vậy cho đứa trẻ đố kỵ, đứa trẻ sẽ trở nên độc ác. Và để dạy cho đứa trẻ toàn diện, xin phụ huynh mỗi ngày cố gắng dành được bữa ăn tối với đứa trẻ. Dù bận gì đi chăng nữa, bố cũng sẽ về với con. Hồi nãy giờ tôi nói bố rất nhiều vì đó là một nghiên cứu rất khoa học. Bố, dù bố không còn sống với mẹ, bố vẫn về thăm con. Bố sẽ làm cho con. Và nếu không để ý chuyện này các anh chị, mà thứ bảy ở đâu đó nhà hàng khách sạn sang trọng, con cái vợ con ngồi trong nhà hàng đó. Tôi nói tới phần này mà tôi cũng muốn ứa nước mắt, vì có một người bạn mới chuẩn bị chia tay làm lãnh đạo các anh chị, chỉ vì một cô gái khác thôi. Và hai đứa con như thiên thần, anh không kiểm soát được cảm xúc. Đâu đó chiều thứ bảy mà ở những nhà hàng sang trọng khách sạn như vậy, những bữa tiệc hạn chế lại các anh chị. Nếu thứ bảy thực sự phải tiếp khách, xin các anh chị có thể không tiếp nếu nó không chính đáng, các anh chị về với gia đình. Đặc biệt các anh chị là lãnh đạo, đâu đó những đứa trẻ cần ông bố lắm. Còn những người mẹ thì sao? Xin mẹ đừng bao giờ nói đi nói lại những khuyết điểm của trẻ cho đến khi trẻ biệt lộ tai lại cũng biết rồi. Câu tiếp theo mẹ nói là vậy phải không ạ? Bởi vì sao? Mẹ thì sợ con quên. Mẹ cầu nhầu, mẹ nói để con nhớ. Nhưng mà càng nói con càng chai lì cảm xúc, con không muốn nghe những chuyện đó. Và câu chuyện cuối cùng tôi kể, vài anh chị đã từng nghe rất xúc động, và tôi vẫn thích kể câu chuyện này mọi nơi tôi đi. Thằng bé ấy từ nhỏ đẹp như thiên thần, từ thiên thần trở thành ác quỷ trong 6-7 tháng các anh chị, nếu như giáo dục không khéo. Nó yêu thương mẹ nó, mỗi đêm bà đều cầu nguyện cho nó, hôn lên trán nó. Mỗi ngày nó đi học, bà đứng trước bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang cầu mong cho con tôi một ngày bình an. Tôi không biết bao nhiêu anh chị đã từng làm chuyện đó mỗi ngày. Bắt con ngủ mình buổi tối thắp hương cho ông bà nha, tổ tiên nha, cực kỳ tốt. Mình cái đạo ông bà của mình hay lắm các anh chị, cực kỳ hay. Mỗi buổi sáng ba mẹ bao giờ cũng thắp một nén nhang cầu mong cho con bình an đó, vì ba mẹ thương yêu con lắm. Bà cũng tương tự như vậy. Nó lớn lên trong tình yêu, bố nó đã ra đi, nó cũng dành tình yêu cho mẹ. Nhưng mà chuyện nó sợ nhất là mẹ nó tới trường. Nó ở khu Bình Phước nghèo khó, khu ấy thì trường không có cổng ngõ gì hết trơn á. Một hôm nó giỡn chơi với bạn bè, quên làm bài tập, cô giáo mời mẹ nó vô. Bà vừa bước vô lớp, cả lớp nó cười rần rần lên. Ê, mặt mẹ nó ghê chứ kìa. Trời ơi, bà phù thủy, bà phù thủy, mẹ mày là phù thủy. Nó co người lại sợ hãi. Tại sao bà tới đây, bà làm tôi xấu hổ. Trong đầu của nó tự nhiên suy nghĩ, không biết tôi có phải là con của bà hay không. Trưa hôm ấy đi học về như mọi lần, bà định cầm cái cặp cho nó. Nó giật phắt cái cặp và chỉ vào mặt mẹ nó. Bà không phải là mẹ của tôi. Bà không phải là mẹ của tôi. Bà run lên bần bật. Bà không khóc mà nước mắt nó cứ chảy ra. Bà chạy xuống bếp, còn nó vẫn bình thường. Vậy mà buổi trưa đó các anh chị, bà vẫn bê mâm cơm lên cho nó ăn. Nó đẩy mâm cơm suýt rớt xuống đất luôn nữa. Bà để mâm cơm xuống rồi bà xuống bếp. Từ ngày ấy, mỗi đêm bà phải chờ tới 12-1 giờ, bà quỳ bên giường của nó hôn lên trán khi nó ngủ thật say. Năm lên lớp 8, nó được một học bổng đi học ở nước ngoài luôn, các anh chị, ở Singapore. Nó mừng rỡ vì thoát cái làng ấy, thoát người mẹ ấy, thoát cái trường bạn bè ấy. Lên cấp 3 cũng được học bổng, lên đại học cũng vậy. Khi nó đi làm,
mỗi tháng nó gửi một ít tiền về cho mẹ của nó, xem như hiếu thảo của nó đối với mẹ nó. Còn bà ở nhà nhớ nó rêu rắc, bà mong được gặp nó. Khi có nó vợ và có con đó, vợ con nó nhiều lần hỏi bố mẹ của anh đâu, đừng bao giờ hỏi, chết hết rồi, không còn ai trên cuộc đời này hết. Cho nên dần dần vợ và con nó không hỏi. Bà ở nhà nhớ nó quá, cho đến khi bà dồn đủ số tiền, bà nhờ công ty du lịch đó mua vé máy bay đưa bà tới Singapore để thăm nó. Khi bà đến tới đúng địa chỉ nhà, phía trước nhà nó có một bãi cỏ nhỏ, đứa con của nó là cháu của bà đang chơi giống nó y đúc. Bao nhiêu năm nhớ con trai, bây giờ thấy đứa cháu bà không kìm được cảm xúc. Bà chạy tới ôm chầm thằng bé, nó la lên sợ hãi, bố mẹ ơi cứu con, bà lão đẩy bà ra, cứu con, bà lão ăn xin vào nhà làm con sợ. Nó chạy trong nhà ra, đâu bà lão ăn xin vào nhà làm cho con tôi sợ đâu. Nhưng khi thấy mẹ của nó, người nó cứ run lên, nó bước lui từng bước như không tin vô đôi mắt của nó. Khi vợ nó chạy đằng sau tới hỏi, bà lão ăn xin vào nhà làm cho con tôi sợ đâu, nó lấy tất cả bình sinh chỉ về phía bà lão. Ê, bà lão ăn xin kia, tại sao bà tới đây làm cho con tôi sợ, làm cho tôi khổ, bà cút đi, cút đi, cút đi. Bà không cút đi mà bà bước tới trước mặt của nó. Thưa cậu, tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu vì tôi đi lộn nhà làm cho con cậu sợ, làm cho cậu đau khổ phải không cậu. Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng tôi không phải là người ăn xin, tôi không phải là người ăn xin. Rồi bà òa lên khóc nức nở, bà quay về. 2 năm sau nó nhận được thư mời họp lớp, nó hạnh phúc lắm, đặt vé máy bay từ sớm các anh chị, không phải về thăm mẹ của nó mà về xem những đứa bạn cùng lớp của nó ngày xưa có bằng nó bây giờ hay không. Uống rượu ngà ngà say, đúng là trời xui đất khiến, người ta nói phước bất trùng lai, họa vô đơn chí đó các anh chị. Chân nó siêu vẹo sao nó lại về đúng tới đầu làng của nó. Bà bán hàng nước thấy nó trở về, bà mừng rỡ, bà nói a à, cậu đã về rồi à. Nó bắt đầu gần như tỉnh rượu, này bao nhiêu năm tôi xa cách bà còn nhận ra tôi à. Sao mà không nhận ra cậu, ngày còn nhỏ cậu học giỏi lắm nhưng cậu ngỗ nghịch lắm, cậu ích kỷ lắm, cậu làm cho mẹ cậu đau khổ lắm cậu biết không. Nhưng cậu ơi, bà thở dài, cậu về trễ rồi. Tự nhiên linh cảm chuyện chẳng lành, bà nói trễ là sao vậy. Người mẹ tội nghiệp của cậu đó, cách đi 1 tháng bà bị bệnh nặng, rơi vào hôn mê thật sâu. Vậy mà cậu biết không, đêm nào bà cũng gọi tên cậu hết trơn á. Cách đi 1 tuần bà tỉnh dậy được 1 giờ đồng hồ, bà nhờ người hàng xóm, bà đọc cho họ viết một lá thư gửi cho cậu. Đọc đi, rồi cậu sẽ hiểu được lá thư của mẹ cậu. Bà đưa lá thư ấy bằng 2 tay, xé vội lá thư ra, nước mắt của nó ướt đẫm lá thư ngay lập tức. Con trai yêu của mẹ, cả cuộc đời của mẹ là vì con. Khi mà con cầm lá thư này trên tay, có lẽ mẹ không còn trên cuộc đời này nữa. Con biết có một chuyện mẹ đau lòng lắm, bắt đầu từ năm lớp 4. Ngày ấy con đi học về giật phát cái cặp chỉ vào mặt của mẹ, trời ơi mẹ muốn chết ngay lập tức. Con có nhớ mẹ chạy xuống bếp không? Lúc ấy mẹ muốn chết, nhưng rồi mẹ sợ hãi. Không phải vì mẹ sợ chết đâu, mẹ sợ là ai sẽ lo cho con ngày 3 bữa. Mỗi lần con đau ốm đó, ai sẽ đưa con tới bệnh viện. Mẹ sợ con sẽ bị thiệt thòi trên cuộc đời này, cho nên mẹ sống. Hôm ở Singapore con chỉ vào mặt mẹ, mẹ biết mẹ mất con mãi mãi trên cuộc đời này. Có một câu chuyện mẹ giữ trong lòng mấy chục năm nay, giờ mẹ kể cho con nghe. Đó là năm con 2 tuổi, con chơi với đứa trẻ hàng xóm, nó xô con té vào cái cọc tre đâm vào con mắt của con. Trời ơi, mẹ rụng rời chân tay, bồng con đến bệnh viện. Máu của con và nước mắt của mẹ ướt đẫm cả đường đi. Bác sĩ mới nói mẹ chạy xuống nhà xác đó, xin một con mắt nào đó để giải phẫu thay con mắt của con. Không ai cho cả. Cho đến trễ giờ ông bác sĩ nói thôi, bà cứ để cho nó mất con mắt đi vậy. Mẹ bình tĩnh lạ thường, mẹ năn nỉ ông bác sĩ, ông bác sĩ còn bao nhiêu phút nữa, xin ông hãy múc con mắt của tôi đi, múc con mắt của tôi đi.
và cuộc giải phẫu gấp gáp ấy đã làm cho khuôn mặt của mẹ bị biến dạng. Mẹ trở thành người xấu xí, là phù thủy phải không con, làm cho con xấu hổ với bạn bè. Con trai, mẹ xin lỗi con vì chuyện ấy. Nếu có kiếp sau, con hãy đừng là con của mẹ nữa. Nhưng nếu trời cho mẹ chọn, nếu có kiếp sau, mẹ vẫn xin mẹ là mẹ của con, vì mẹ yêu con nhất trên cuộc đời này. Giờ đây dù không còn trên cuộc đời, nhưng oan hồn của mẹ vẫn mãi mãi theo con. Mẹ phù hộ cho con, mẹ yêu con nhiều lắm. Xin các anh chị hãy viết thư cho trẻ, viết nhật ký nếu được, để ngày mà trẻ 12, 13 tuổi nổi loạn á, để đọc lại mẹ và bố đã thức những đêm mà khi trẻ 1, 2 tuổi đau ốm ở bệnh viện. 5, 7 tuổi con hư như vậy, 6, 7 tuổi mẹ có thể chết để con được sống, bố có thể hy sinh. Khi trẻ bắt đầu nổi loạn lên, đọc cuốn sách nhật ký ấy, lần đầu tiên không đọc, lần thứ hai sẽ đọc đó các anh chị. Điều tiết hành vi rất tốt. Để trẻ 17, 18 tuổi một lần nổi loạn tiếp theo, đọc lại cuốn nhật ký năm 12, 13 tuổi mình đã làm cho mẹ và bố đau khổ như thế nào. Và khi mà trẻ có vợ có chồng, đóng cuốn nhật ký ấy tặng lại cho trẻ để dạy cho đứa cháu của mình. Nhưng người Việt Nam khó có thói quen ấy. Nhưng mà thói quen thì phải bắt đầu, phải làm mới tạo nên thói quen. Và thói quen sẽ tạo nên định mệnh của con người. Rõ ràng như vậy các anh chị. Thưa các anh chị, tôi nói hơi trễ giờ, hay 2 tiếng rưỡi đồng hồ, quá trễ của các anh chị. Tên tôi là Nguyễn Thành Nhân. Trang web mà các anh chị có thể tham khảo những bài giảng ATIdai.vn. Điện thoại của tôi là 0903 872 471. Mong các anh chị gọi tư vấn sau 9 giờ 30 tối, vì bình thường ban ngày đi giảng và làm nhiều cái cho nên không có trả lời phụ huynh được. Phụ huynh nếu gọi mà không gọi lại được thì phụ huynh nhắn tin tôi sẽ tự gọi lại. Điện thoại tôi gọi tư vấn không tốn tiền, phụ huynh yên tâm. Dạ, cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, cảm ơn ban giám hiệu của các trường, cảm ơn quý phụ huynh đã đến lắng nghe tôi báo cáo. Nếu có cơ hội về nhân duyên, có lẽ 2-3 năm sau sẽ quay trở lại để hỗ trợ Bắc Ninh trong những cái huấn luyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và biết ơn rất rất nhiều.